Xin kính chào quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình cái Bích Thái vào buổi sáng hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên, chú quý bà con, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật cái hình với thanh long, với mít, thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình với nhãn hay một số loại trái cây khác. Kính thưa quý bà con, thì tình giống Bích Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang đi ngang. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng thêm. Thanh giống Bích sáng hôm nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang nhất dao động từ 22.000, kem lớn là 20, kem nhì là 10.000, giống Bích kem 3 dao động từ 6.000. Chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ giúp dao động từ 3.000, khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mít nhất dao động từ 23.000, kem lớn là 21.000, kem nhì là 11.000, mít kem 3 dao động từ 7.000. Chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ giúp dao động từ 3.000, khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An nhất dao động từ 23.000, kem lớn là 21.000, kem nhì là 11.000, mít kem 3 dao động từ 7.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ giúp dao động từ 3-4.000. Khu vực Tiền Giang hiện nay thì mít dao động từ 24.000, kem lớn là từ 22, kem nhì là 12 và mít kem 3 dao động từ 8.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ giúp dao động từ 3-4.000. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn tình hình mít ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mít nhất dao động từ 14.000, kem lớn là 12, mít kem nhỏ dao động từ 6.000. Chợ hiện nay tại khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ giúp dao động từ 2.000 đến 3.000 tại khu vực miền Đông. Còn khu vực Tây Nguyên hiện nay. Ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít nhất dao động từ 13.000, kem lớn là từ 11.000 và mít kem nhỏ dao động từ 5.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ giúp dao động từ 2.000. Ngoài ra thì tình hình Thái cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần mà thương lái mua chênh lệch lên xuống các vườn mít từ 500 đến 1.000.